Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, cũng như mọi hôm thì bên mình cũng có về được một ít mẫu sản phẩm mới và cũng muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì bên mình có bán hàng online và ship code toàn quốc. Các bạn nào xem video ưng sản phẩm nào, mẫu máy nào của bên mình thì có thể gọi điện cho mình theo cái số hotline, rồi nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, rồi cọc cho bên mình 100.000, 200.000 tùy theo giá trị của từng sản phẩm. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra ưng ý thì mới thanh toán các bạn nhé. Không ưng ý không phải thanh toán, không phải nhận. Ok các bạn. Và bên mình có chế độ bảo hành, mình nghĩ là cũng rất là tương đối tốt so với cái bán hàng online. Đó là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bạn nhé. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng luôn. Tất cả các lỗi nếu bên mình mà không nói thì mặc định nó là ok. Còn nếu những cái lỗi như thế nào bên mình sẽ nói ra. Ví dụ như màn con này thay rồi, hoặc là con này chưa, con này nội cam, hoặc là con này nội dung hoặc gì đấy thì bên mình sẽ báo. Còn lại bên mình sẽ bảo hành tất các bạn nha. Đầu tiên sẽ là một chiếc, một dãy 24 con lốt 10 plus 5G bản Hàn Quốc. Máy thì nó là RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB, có cả con bộ nhớ 512GB. Ngoại hình tất cả đều là những chiếc máy hàng zin đẹp, chạy chip Exynos các bạn nhá. Đó, tất cả đều là hàng zin đẹp. Thi thoảng có những con nó có những cái vết gọi là phe phẩy lông mèo. Đó. Thì đều đẹp tầm trên 95%, có những con 96, 97, 98, 99% các bạn nhá. Đây là bên mình sẽ review cho các bạn cây đầu tiên. Cây đầu tiên là một cây màn hình tương đối đẹp. Nói chung để về cái độ sáng và độ hiển thị của nó thì là không chê vào đâu được, bởi vì nó rất đẹp. Nhưng con này thì là nó có một nhược điểm, đó là màn hình của nó có bị xước một chút này. Đấy, xước một chút xíu này. Đấy. Các bạn về có cái cường lực hoặc là có miếng dán, các bạn cho một tí dầu ăn vào là đẹp luôn các bạn nhé. Nhưng mà đây bên mình có sao, bên mình báo vậy và bán. Tất nhiên những con máy như thế này thì nó sẽ rẻ hơn những chiếc máy mà nó không bị ám các bạn nhé. Nhưng con này bên mình sẽ bán cho các bạn giá chỉ ngang tầm một con Note 10 bản Việt thôi. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7.600.000 các bạn nhé. 7.600.000 một con Note 10 Plus đa sắc, các bạn không nghe nhầm đâu. Và mình cam kết với các bạn không phải hàng dựng. Đó. Máy thì đang là ROM gốc một SIM. Và đợt này bên mình sẽ không lên hai SIM các bạn nhé. Kể cả yêu cầu bên mình cũng sẽ không lên, bởi vì thực sự luôn là đợt này ROM gốc, ROM 2 SIM có một số ROM nó hơi lỗi. Nó chỉ có được một số ROM chạy tương đối ổn định. Nhưng mà các ROM đấy thì ok, các bạn cần thì mình vẫn nhận lên cho các bạn nhé. Đó, vẫn nhận lên cho các bạn, nhưng cũng tốt nhất là để một SIM này dùng cho nó sướng các bạn này. Một SIM một sóng. Nói chung là tương đối đẹp. Đây, bên mình thử test app một con nhé. Đấy, ok, app ok các bạn nhé. Đó. Cây này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7.600.000 nhé. Đây là cây số 1, bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 7.600.000 này. 7.600.000 này. Đấy, rất là rẻ luôn các bạn nhé. Đây cây số 2 này. Zin đẹp luôn. Zin đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Để vào xem này, màu đa sắc các bạn nhá. Con này thì màn nó có hơi già một chút nên là nó có phần lưu ảnh nhẹ các bạn này. Đấy, lưu ảnh rất là nhẹ luôn các bạn nhá. Lưu ảnh rất nhẹ. Lưu ảnh rất nhẹ thôi, nói chung các bạn ở ngoài các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đây là mình cố căng mắt ra để nhìn thôi. Bởi vì cái lô màn này là mình cảm nhận được nó là màn già, cho nên là mình phải xăm soi từng tí một. Còn lại các bạn là sẽ không nhìn thấy các cái vết như thế nhá. Đó. Bút điếc đầy đủ các bạn nhá. RAM 12, bộ nhớ 256GB thì nói chung các bạn dùng những chiếc máy như này thì cấu hình nó quá là khủng khiếp rồi. Đấy. Nó thuộc diện top so với thời điểm hiện tại các bạn nhá. Lốt 10 Plus thiết kế rất là đẹp nhá. Đó.
rất đẹp, Note 10 Plus. Các bạn muốn biết thêm thông số thì cứ lên Google gõ thêm nhé. Bên mình sẽ view cho các bạn những cái gọi là trọng điểm thôi, để cho video nó nhanh, ngắn gọn. Cái số 2 bên mình cũng bán cho các bạn với giá của nó là 7.600.000 đi. Bán đồng giá cho các bạn 7.600.000 nhé. Đầy đủ chức năng nhé. Mình test qua cái bút rồi, lâu lắm rồi mình không test bút cho các bạn. Các bạn nhiều lúc lại nghĩ là đấy, chụp ảnh. Ok. Đây các bạn, thao tác không chạm nhé. Đấy, không chạm vào màn này. Đấy, rất ok. Nói chung đầy đủ tất cả chức năng các bạn nhé. Dùng các cái dòng nốt này, nó có chiếc bút thì để cho các bạn sử dụng các cái ứng dụng văn phòng quá là tiện lợi các bạn nhé. Cái số 2 7.600.000 này. Tiếp theo cái số 3 này. Cái số 3 đấy thì là nó xước răm một tí xíu thôi. Đấy, nó xước răm một tí xíu nhé. Đấy, tương đối đẹp. Nói chung con này phải đẹp tầm khoảng 96-97%. Không cần, không móp, không lưu hình. Đấy, con này thì màn nó lại đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn này. Màn lại đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, cũng một sim một sóng này. Con này thì là RAM 12, bộ nhớ 256GB các bạn nhé. Con này thì bên mình bán cho bạn với giá của nó là 7.800.000. Đó, ngoại hình zin đẹp luôn. Đây, thi thoảng gọi là răm một tí thôi. Đây, khách dùng ốp cho nên là thế thôi. Cực kỳ đẹp, không có vết cấn móp lặng nào luôn các bạn nhé. Bên mình bán cho bạn giá là 7.800.000. Cái số 3 đó, 7.800.000. Cây số 4 của bên mình, đây là một cây ghi ở đằng mặt lưng là 512GB này các bạn này. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Con này đây, đấy, ngoại hình rất đẹp luôn. Nó chỉ xước phe phẩy tí thôi. Lông mèo, lông chuột thôi. À đây, có một vết cấn nhỏ trên đầu này. Đấy, một vết cấn nhỏ trên đầu này. Đấy. Màn hình này. Ôi trời, con này màn hình cũng rất đẹp các bạn nhá. Nếu các bạn nhìn xăm soi thật kỹ ở phần này này, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái gọi là lưu hình nhẹ nhé. Nhưng đấy, các bạn phải xăm soi thật kỹ thì mới nhìn thấy, còn không là sẽ không nhìn thấy đâu. Bởi vì màn bọn này nếu mà để bán kiểu ma giáo thì chắc chắn là sẽ lừa được các bạn. Nhưng mà bên mình có như nào bên mình sẽ nói như vậy. Đó, mình sẽ không kiểu ma giáo. Đây, ví dụ các bạn để màn hình này cả đi, thề các bạn luôn không nhìn thấy gì luôn các bạn nhé. Đấy, không nhìn thấy gì luôn, đẹp luôn. Nhưng con này nó được một cái, đó là bộ nhớ của nó lên đến 512GB các bạn nhé. Bộ nhớ lên trên 512GB này, mắc dung lượng luôn. Đó, các bạn lưu trữ thoải mái nhé. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 7.800.000 các bạn nhé. Màn hình này mình vẫn bảo hành cho các bạn đầy đủ nhé. Đó, yên tâm là sẽ không kiểu như là già chết gì đâu. Riêng màn Samsung á, màn mà nó đã có cái hiện tượng già thì các bạn yên tâm 100% là màn zin. Còn sợ nhất những cái loại mà không già rồi thế nọ thì kia là dễ là dính ăn hàng màn nô lắm. Đây, cái số 4 bên mình đang bán cho bạn giá là 7.800.000 các bạn nhé. Cái số 5 lại là một cây lốt 9. Đấy, dưới một đời thôi, nhưng cây này nó là cây bản màu titan, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Titan cực kỳ đẹp. Con này là một con bản Hàn. Đây là một con bản Hàn chạy 2 sim 2 sóng, IMEI tam hoa này, 3.2 các bạn nhé. Đó, về màn hình thì tí nữa mình sẽ nói sau. Bộ nhớ của con này là RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin 4000, màn 6.5 inch. Đó, nói chung là riêng dòng S và dòng Note thì các bạn không cần phải để ý đến cái độ phân giải, bởi vì nó quá là cao, bởi vì nó là hàng đẳng cấp rồi các bạn nhé. Đẳng cấp rồi, rất là đẹp. Đây là một chiếc bản Hàn, máy lên 2 sim 2 sóng, và Note 9 thì lên 2 sim 2 sóng thì việc chạy cực kỳ ổn định. Và con này bên mình sẽ nói luôn để cho các bạn tìm lỗi của cái màn nhé. Đấy, các bạn nhìn đi. Đó, cực kỳ là, không biết mình đã hỏi thử 3 khách vào cửa hàng của mình xem có nhận biết gì đến cái màn hình không. Hầu như không ai nhìn thấy gì cả. Mãi đến khi mình chỉ đây một cái chấm rất là nhỏ. Đây, chấm rất là nhỏ, như kiểu hạt bụi chứ không phải là hạt cát các bạn nhé. Như kiểu hạt bụi chứ không phải hạt cát đâu. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái độ hiển thị luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy,
cực kỳ bé, nó chỉ như hạt bụi thôi, nó bé hơn hạt cát các bạn nhá. Còn lại tất cả chức năng ok. Đó, cây này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 4.600.000 các bạn nhá. Bán cho bạn giá 4.600.000. Máy ngoại hình zin đẹp 97-98%. Đấy, rất đẹp các bạn nhá. Đấy. Đây là cây bên mình để bán 4.600.000 nhá, tặng các bạn ốp lưng, cáp sạc và tai nghe nốt 10 plus thì bên mình tặng ốp lưng và cáp sạc. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Samsung Galaxy S10 Plus bản Mỹ. Con này thì nó chạy con chip Snap 855, RAM của nó 8GB, bộ nhớ của nó 128GB. Và đây là dòng được rất là nhiều bạn ưa chuộng bởi vì cái dáng thon gọn và không kém phần gọi là chắc chắn nhá. Thon gọn chắc chắn, nhìn rất là đẹp. Đó, về màn hình của nó thì không ám, không ố, không lưu hình, zin đẹp hoàn toàn luôn các bạn nhá. Máy thì chỉ có một sim một sóng thôi, vì nó là bản Mỹ chạy chip Snap nên pin của nó rất bền, máy của nó rất mượt. Đó, thì cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 6.100.000. Con này đây thì ngoại hình của nó hơi xước răm một tí xíu, hơi xước răm một tí xíu thôi. À, nhưng nói chung như thế này là quá đẹp các bạn nhé. 6.100.000 bản Mỹ. Tiếp theo là một con Redmi 8A. Cây này video trước bên mình có chốt cho một bạn khá là sớm, nhưng mà bạn đấy lại bị cách ly F1, cho nên là hiện tại là không giao được, bên mình bỏ ra bán lại cho các bạn. Với giá của con máy này bên mình nói luôn, nó là 1.200.000. Các bạn đã sở hữu một con máy pin cực kỳ khủng, pin lên đến 5.000 mAh. Đó, nó tương đương với cả dòng Samsung A31 của Samsung. Đấy. Con này thì cấu hình RAM của nó là 32GB, ROM của nó là 32GB, RAM của nó là 2GB các bạn nhé. Cực kỳ tốt, nói chung con này để cho các em trẻ học thì quá là yên tâm. Một buổi không phải cắm sạc gì luôn, các bạn cứ yên tâm tẹt ga cho con trẻ học. Đó. Đến bây giờ những cái chiếc máy iPhone mà để cho học 5 hoặc 6 tiếng liền mình nghĩ chắc là sẽ không được. Nhưng mà đây là một chiếc máy nó chỉ có 1.200.000 thôi, các bạn đã được một cái quả pin của nó cực kỳ khủng long. 5.000 mAh các bạn nhé. Máy mới của nó thì đang bán là đâu đó là 3.500.000, 3.600.000. Nhưng máy cũ bên mình bán cho các bạn giá chỉ có là 1.200.000 các bạn nhé. 1.200.000, tặng một bộ cáp sạc và tặng thêm cái tai nghe để học Zoom nhé. Tiếp theo nữa XS Max, đây thì thể loại nào cũng có, thì cả hàng đẹp đến hàng phẩy rồi thế nọ thế chai, bên mình vẫn bán tầm loanh quanh 11.000.000. Rồi tiếp theo một màu vàng gold nữa, đây là một chiếc thoát qua mình cứ tưởng đây là chiếc Viettel, nhưng mà ra đây là một chiếc X-Fold các bạn nhé. Một chiếc X-Fold và một chiếc máy Viettel là giống nhau. Đó, thì bên mình đang bán cho các bạn con máy này đầy đủ tất cả chức năng các bạn nhé, nghe gọi rồi quay video chụp ảnh có hết, nhưng mà nói chung đấy là các cái chức năng phụ thôi. Đó, con này đây thì 2 sim 2 sóng. Đấy, máy nguyên tem này, tem Viettel này, ngày xưa là Viettel họ đặt thì các cái này nó sẽ là chữ Viettel hay chữ X-Fold thì mình không nhớ, như là chữ Viettel, nhưng bây giờ là đợt sau họ sẽ rời là X-Fold. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là một chiếc máy chống cháy là 180.000, cả cáp sạc. Đó, tặng một bộ cáp sạc nhé, là 180.000. Ôi dồi ôi, loa của nó đấy, hơn 100.000. Làm sao những cái loa mà những con mà tầm 2-3 triệu làm sao ăn được, phải không các bạn? 1, 2, 3, 5, 4, 7, 9, 5. Rất ok các bạn nhé. Đấy, chống cháy thôi, 170.000 các bạn nhá, tặng kèm sạc luôn. Và hôm qua bạn nào chốt trượt con Oppo A9 2020 này thì liên hệ ngay với bên mình nhá. Hôm qua cây này là cây đó chốt đầu tiên của video, nhưng mà khách lại hủy kèo nên bên mình lại bỏ ra bán lại cho các bạn. Đây là một chiếc Oppo A9 2020. Với cấu hình của nó thì cực kỳ là tốt các bạn nhá. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snap 665. Đấy, con này đời 2020, máy mới ra được có hơn 1 năm thôi.
Đây, con này bị cấn một phát ở đây, máy khá là xước sát các bạn nhé. Đó, khá xước sát, cứ coi là ngoại hình xấu đi các bạn nhé, cho nó dễ. Đó, xước sát. Đó, tầm khoảng 90%. Màn hình thì hoàn toàn đẹp, không ám, không ố, không nêu hình gì rồi. Zin nguyên bản 100% các bạn nhé. Bên mình đang bán cho các bạn con A9 2020 này với giá của nó là 2.600.000 các bạn nhá. 2.600.000 đã được sở hữu một con RAM 8GB rồi, cực kỳ là trâu bò mà lại chạy chip slap các bạn nhá. Tặng các bạn một bộ cáp sạc và một tai nghe. Tiếp theo V50245, hôm nay bên mình có 5 cây là tương đối đẹp thì bên mình sẽ vào view cho các bạn luôn. Đầu tiên sẽ là một cây ngoại hình xước sát. Đấy, ngoại hình xước sát này. Ngoại hình xước sát này có cấn nhẹ này. Có cấn nhẹ này. Đó. Màn hình thì hoàn toàn đẹp, không ám, không ố, không nêu hình. Đấy. Màn đẹp, không ám, không ố, không nêu hình. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 4000. Màn 6.4 inch rất là rộng. Độ phân giải của nó là 2K+, cực kỳ là sắc nét. Thứ hai nữa, camera có thể đọc được số điện thoại các bạn nhé, đọc được số điện thoại ghi ở trên các phiếu hoặc là đọc được văn bản, vân tay một chạm, nhận diện khuôn mặt, kể cả khi các bạn đeo khẩu trang hoặc là không đeo khẩu trang nó vẫn nhận diện được các bạn nhé. Thì cây máy này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.200.000. Đây là cây số 1, ngoại hình xước sát nhưng cam kết với các bạn nó là hàng zin nguyên bản các bạn nhé. Cây số 1 3.200.000. Ok. Tiếp theo nữa là vào cây số 2. Cây số 2 của bên mình, đây là một cây nhìn thoáng qua là một cây tương đối đẹp đây. Hiện tại chưa thấy vết cấn móp gì. Ôi, chưa thấy vết cấn móp nào luôn các bạn ơi. Đây là một con máy hàng A chuẩn luôn. Đấy, A chuẩn như hàng zin các bạn nhé. Đấy, các bạn xem những cây A chuẩn thì A chuẩn nhưng nó vẫn phải có những cái vết gọi là xước sát theo năm tháng các bạn nhé. Ví dụ nông mèo chẳng hạn, không thể nào là một con đẹp keng được. Đẹp keng thì mình nghĩ là 80% là hàng thay vỏ thôi các bạn nhé. Con này thì nó chỉ có một sim thôi các bạn nhé. Đấy, IMEI 993. Cây máy zin đẹp, màn không ám ố này, bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.600.000. Hàng A đẹp. Đây là cây số 2, 3.600.000. Tiếp theo vào cây số 3 là một cây máy này, là một cây ngoại hình xước sát ở phần chân sạc. Mặt trên đầu đây thì có chấm vài vết mũi đốt. Nói chung là một con máy tương đối đẹp nhé, mặt lưng tương đối đẹp luôn. Đó. Đây. Không ám, không ố, không lưu hình gì luôn các bạn nhé. Nói chung con này cực kỳ đẹp. Con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3.400.000 các bạn nhé. Các bạn mua những chiếc máy này vừa rẻ hơn mà lại an toàn, không có vết cấn móp nào nên là phần cứng của nó rất là ok các bạn nhé. Cây số 3 giá là 3.400.000. Tiếp theo vào cây số 4. Cây số 4 là đây, một cây tương đối đẹp đây. Chân sạc xước rất nhẹ, chạm một vết. Đó, chạm một vết rất nhẹ luôn đây. À, ui, con này có một vết lặng luôn ở trên đầu. Đấy. Màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình nhá. Đó. Cái này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3.200.000 nhá. Bán siêu rẻ thôi. Có một vết cấn xước, 3.200.000. Cây số 4, 3200. Tiếp theo vào cây số 5. Cây số 5 đây, ngoại hình tương đối đẹp. Đẹp luôn. À, đây có một vết chạm nhẹ này, xước nhẹ trên đầu thôi. Đây, xước nhẹ này. Đó. Con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3.300.000 các bạn nhé. 3.300.000. Ngoài ra thì bên mình có tương đối nhiều các dòng iPhone, từ full hộp cũng có nhé, đến hàng máy trần cũng có các bạn nhé. Đó, tất cả mình cam kết là zin nguyên bản nhé, không ám, không ố, chưa bao giờ tháo mở ra nhé. Đấy, iPhone 8 này
SE còn bảo hành này, 7 triệu này. iPhone XR này, XS này, XS mất phây này, giá 7 triệu hàng zin này, chưa qua sửa chữa nhé. Các bạn về có thể nghiên cứu sửa phây nhé. 7 Plus, 8 Plus hoặc là XS Max. Đây, hiện tại là ngoài bên mình đang có khách chờ nên là bên mình sẽ dừng video ở đây. Thì các bạn nào mà muốn biết thêm thông tin máy thì có thể là liên hệ với mình theo số hotline mình để ở dưới phần mô tả nhé, hoặc là chat Zalo giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.